Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức nghiệm thu kỹ thuật bắn tên lửa tàu HQ-377 và HQ-378 do Việt Nam tự đóng mới và bắn các loại tên lửa có trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tới dự và chỉ đạo chương trình bắn nghiệm thu. Tàu HQ-377 và HQ-378 là hai trong 6 tàu tên lửa hiện đại do Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng mới theo đặt hàng cho quân chủng Hải quân từ năm 2009. Quá trình tổ chức nghiệm thu kỹ thuật loại tàu này đã được tiến hành tỉ mỉ, khách quan, đảm bảo đúng quy trình, nhất là tổ chức bắn thành công tên lửa trên hai tàu HQ-377 và HQ-378, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Cũng trong dịp này, quân chủng Hải quân kết hợp bắn các loại tên lửa có trong biên chế của quân chủng Hải quân. Kết quả hai tàu và đoàn tên lửa thực hành bắn đều bắn trúng trực tiếp mục tiêu ngay lần bắn đầu tiên. Ngay sau khi kết thúc bắn tên lửa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã xuống trận địa bắn, thăm và động viên cán bộ chiến sĩ đoàn 685 Hải quân, đơn vị thực hành bắn. Đồng chí Bộ trưởng đã biểu dương và ghi nhận thành tích xuất sắc của toàn đơn vị đã đoàn kết khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp sát thực để triển khai huấn luyện, quản lý, sử dụng và làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và hiện đại. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo đoàn 685 trong thời gian tới cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tổ chức huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng tốt các nhiệm vụ được giao. Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng đã đến thăm và kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân. Sau khi kiểm tra và ngay chỉ huy Lữ đoàn báo cáo kết quả tiếp nhận và triển khai công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã ghi nhận những kết quả đạt được và yêu cầu đơn vị tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Đại tướng Phùng Quang Thanh ân cần thăm hỏi động viên cán bộ thủy thủ hai tàu ngầm HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định lực lượng tàu ngầm là lực lượng đặc biệt của Hải quân và Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do đó, từng cán bộ thủy thủ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu, an toàn tuyệt đối, đảm bảo nhận và hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.